Trung tâm Thanh Thiếu Nhi tỉnh vừa tổ chức lớp tập huấn kỹ năng công tác đội cho 120 cán bộ phụ trách thiếu nhi trên địa bàn dân cư trong tỉnh. Cán bộ phụ trách đội ở các đơn vị được tập huấn các chuyên đề về hướng dẫn thực hiện nghi thức đội, kiện toàn nâng cao chất lượng hội đồng đội cấp xã và hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư, thiết kế các kịch bản và phương pháp tổ chức các hoạt động thu hút thiếu nhi, kỹ năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho thiếu nhi, qua đó nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách đội trên địa bàn dân cư, tạo ra nhiều sân chơi bổ ích, môi trường giáo dục lành mạnh cho các em, giúp tổ chức đội ngày càng vững mạnh, phong trào thiếu nhi của tỉnh đạt hiệu quả, thiết thực hơn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.